Thằng này chiều dài nó được gần 20-30, thằng này nãy mình đo rồi đó. Thằng này nó được khoảng 25-45 gì đó. Thì nó cao hơn, nó dài hơn khoảng 5 phân nha mọi người. Rồi để mình lấy một món nữa cho chẳng 10 mã số. Rồi tiếp theo anh bán nha, cái mã cuối cùng là mã số 9 của cái clip này. Mình bán cho em cái cây mỏ lết này 200.000, mã số 9. Ở dưới đây là một cái có mình để mình mở được con ốc 13 nha mọi người. Ở dưới là được mở ốc 13. Đây thương hiệu đây nha. Cái này em biết nó mở sử dụng chưa mà mình thấy sao nó làm như là cái này không. Để mình xem bằng mắt thường nha. Cái này nó chưa dùng đâu nha anh em, tại anh em thấy là anh em thấy nó sành đó là do cái nó mạ rơm ở phía ngoài nè, nó làm như nó đổ dư thừa đó. Đó, chưa dùng luôn ha. Quăng bãi thì nó có nổ nó bị cái này nó bị dính cái gì á. Đây nó dính nó cũ, nó quăng bãi nó tróc đi cái lớp mạ rơm phía ngoài một vài chỗ nghe anh em. Đó. Đây nó có thông số đầy đủ nha. Cây này khá đẹp. Trông đẹp, đẹp có thể đẹp hàng bãi thôi nha, chứ để nhiều khi anh em mình nói đẹp cái nó đẹp đâu không thấy, mà nhìn thấy nó tróc sơn tùm lum chưa dùng luôn ha. Đó 200.000 nha anh em mình mua dài 2 tấc nha mọi người. Đó anh em mua cái nào thì quy đồng mình xem kỹ nha. Bên đây nó bị tróc đi một cái tem, chắc là cái tem này quá. Cái này là trong đây là nó dán đi, có trong đây có lớp keo, lớp keo nó dán lên ha, chứ không phải là nó in nha. Đây là keo như là một cái thương hiệu của nó lên, mặt dưới nó có cái keo á dán đây nè. Đó anh em thấy nó tróc ha. 200.000 cho mỗi lết này đa năng. Đây mở ốc, quên đo cho anh mở ốc được bao nhiêu. Trong đây nó có thể mở ốc nè. Ồ, con ốc 8 ha. Đó, ốc 8. Thằng này con ốc mấy đây? Ốc 6, 8 ha. Đó. Nè, cái đồ này mới chưa dùng nhưng mà anh em thấy nó có cái đầu rơ nhất định nè nha. Mỗi lết là như mình thấy mặc định là như thế này ha. 200.000 cho mã số 9 cuối cùng clip này. Rồi anh em chú bác mình mua hàng của lòng xem cái nào muốn mua mình xem kỹ nha. Mình phải nhắc đi nhắc lại những lời này. Cái nào không mua thì mình có thể lướt qua, mình xem những sản phẩm khác không có nhu cầu sử dụng hoặc là hỗ trợ công việc cho mình thì mình có thể xem chơi giải trí nha. Để tiếp xúc với những cái mặt hàng đồ Nhật bãi. Đồ Nhật bãi anh em thấy những hàng bãi như những cái món đồ mình thấy là còn nó rất là y như mới luôn ha. Y như trong siêu thị. Mình vẫn còn đồ rất là nhiều, nó còn nằm trong hộp nha luôn mọi người. Thì anh em hôm nay mua không được thì ngày mai mình mua nha. Và mình có thể đón xem theo kênh, theo dõi kênh của mình mà để mà mua hàng. Đương nhiên những sản phẩm mình thích thì người khác cũng thích. Tại vì sản phẩm mình bán, ví dụ cái clip này bán được có 10 mấy món thôi. Dù làm thêm một clip nữa chỉ có hơn cũng 10 mấy món thôi. Đương nhiên nó không đủ phục vụ tất cả mọi người rồi. Rồi, rất cảm ơn mọi người đã xem clip. Clip này bán nhiều hơi dài quá. Rồi, rất cảm ơn mọi người nha.